Gen Z từ trước đến nay vẫn luôn là thế hệ chịu nhiều định kiến. Bởi vậy những thành công đến sớm với thế hệ này thường không được nhiều người công nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một thế hệ trẻ rất năng động, sáng tạo và đầy tiềm năng. Trong số podcast thứ 9 của The Creator X YouTube, hãy cùng mình trò chuyện với May Chan, một gương mặt Gen Z thành công điển hình với nụ cười tỏa nắng và những thành tích nổi trội để tìm hiểu xem để đạt được những thành tích như hiện tại, liệu với May Chan chỉ cần may mắn có là đủ? Anh 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 biết cái mà không nhưng mà K, O, xong rồi có xác không? Kiểu có ấy. <laughs> Làm sao để May Chan xác định rằng con đường mình đang theo đuổi là đúng? Nhưng em có một niềm tin là tôi chỉ đam mê được cái gì tôi giỏi thôi. Còn nếu mà mình không có năng khiếu trong cái mảng đấy và mình cảm thấy rất là vật vã khi mà làm nó ấy, Thì em có thấy là sẽ gặp nhiều khó khăn và sẽ khó để mà giữ cái lửa đam mê hơn. Và khi đã nổi tiếng, giá trị nào là điều mà May Chan muốn theo đuổi? Mục tiêu của em là... Có thể vừa thỏa mãn được những cái khát khao chia sẻ của bản thân Mà vừa có thể đem lại được một giá trị gì đó Có thể là bất cứ cái gì Chỉ cần nó có ích cho một ai đấy Và không để các bạn chờ lâu nữa Cùng bắt đầu thôi Ai sợ thì đi về Xin chào các bạn đã quay trở lại với cả tập tiếp theo của The Creator X YouTube Và như các bạn nhìn thấy đây, hôm nay chúng tôi có một khách mời Anh biết là The Reviewer sẽ rất ghét khi anh dùng từ này Nhưng mà đây là một khách mời rất là đặc biệt Cảm ơn Mê Chan vì đã em nhận lời anh tham anh dự đến The, Creator X YouTube Để warm up, để anh có thể hiểu em hơn một chút Và khán giả cũng vậy Thì em có thể kể tên một phim chiếu dạp Hàn Quốc mà em thích nhất cùng với lý do được không? À, em rất thích câu hỏi này, em cũng thích xem phim Anh có đoán được không ạ? À? Em em gợi ý nhá yes. Rất nổi tiếng Ôi. Khi nào Hàn Quốc cũng nổi tiếng ấy Rất ý Rất Parasite Yes Tại sao em thích Parasite? Em thích Ký sinh trùng Tại vì Cái cảm giác nó đem lại cho em ấy. Nghĩa là Khi mà em xem một cái bộ phim gì đấy Thì em rất quan tâm đến Cái cảm xúc của mình Cái trải nghiệm xem của mình Nhưng mà chưa cần biết là nó có ý nghĩa gì Mà Cái cảm xúc của mình Nó có để lại ấn tượng hay không Thì em để ý cái đấy rất nhiều Thì Ký sinh trùng nó Đúng là đưa em đi một cuộc hành trình á Và Ờ uh, Em thích tất cả các nhân vật trong ký sinh trùng, cả những nhân vật mà phản diện hay là những cái nhân vật chính ý. rồi em thích tất cả em thấy ai cũng thú vị em vừa đưa cho anh một câu hỏi em nghĩ ai trong đấy nhân vật phản diện bởi vì em vừa nói đúng thì nhân vật mà em nghĩ là mọi người sẽ cho là phản diện là sẽ là hội nhà giàu ấy hội nhà có tiền xong rồi sẽ hơi khinh thường những cái người ở um, gọi là gì những cái người nghèo một chút tại vì là đúng là ở trong bộ phim đấy thì những cái người có tiền đấy cũng có những cái hành vi lời nói hơi coi thường người khác thật nhưng mà em gọi là nhân vật phản diện để cho mọi người dễ tưởng tượng ra thôi tại vì dễ hiểu hơn ý chứ thực ra trong phim đấy hình như tất cả mọi người đều là phản diện ý tại vì ai cũng sai một cái gì đấy đây thật ra đây là anh nghĩ đây là công việc chính của anh hồi trước khi anh làm một phim là anh đặt câu hỏi à, thế ạ à? Thế thì đấy tại sao lại nghĩ họ là phản diện thì uh, anh cũng rất là thích kỳ kinh trùng nhưng mà cái anh thích ở nó là bởi vì mỗi một thời điểm anh xem nó anh lại anh kiểu nhìn thấy một thứ khác nhau ấy anh lại có một cái quan điểm khác nhau ví dụ như anh nhớ cái lần đầu tiên mà anh xem parasite anh cũng rất là thông cảm với những cái hành động của gia đình nhà kim gia đình sống ở cái căn nhà bán hầm nhưng mà sau này khi mà như kiểu anh uh, lớn hơn một chút thì anh lại bắt đầu không thật sự chấp nhận được những quyết định và hành động của họ hơn một tí thôi. Với anh lúc đấy khi mà anh nhìn vào những hành động của họ thì anh luôn kiểu, ô oh, nếu mà bạn kiểu luôn có những lựa chọn khác mà tức là bạn có thể chọn khác đi một tí kiểu thay vì phải uh, khiến người này mất việc thì bạn có thể làm một cái khác kiểu đấy. Đúng nghĩa là anh hiểu nhưng anh không đồng tình. Đúng chính xác và cái cái tư duy đấy nó cũng khiến anh nhớ lại một cái keyword mà cái buổi nói chuyện gần nhất giữa anh và em em có nhắc đến là cái sự may mắn trong cuộc sống ừ. thì thật ra đấy cũng là một cái anh muốn hỏi em có nghĩ em là một người may mắn không có tại sao có nhiều cái trong cuộc sống nó nhắc nhở cho em điều đấy càng lớn em càng cảm thấy may mắn là mình được sinh ra trong một gia đình có đủ bố mẹ có một gia đình cũng hạnh phúc đương nhiên là không phải là màu hồng nhưng mà đầy đủ không thiếu thốn gì cả. Và em thấy rất may mắn khi mà mình được đi học ấy. Được đi học và mình được học, được nuôi dạy tử tế. Nên là nó giúp mình có những cái thói quen về cách suy nghĩ này, tư duy. Rồi nó, nó cứ đem đến nhiều cái khác trong cuộc sống nữa ấy. Thế là, ừ anh hỏi câu khó nha. Tại vì là... Câu đầu tiên luôn đấy. <laughs> cái, cái gọi là gì, slogan của em là EOFE là I'm grateful for everything ok là everything ý nếu bây giờ anh bạn em là kể ra một lý do khiến bạn cảm thấy bạn may mắn đi uh. em sẽ kể được nhưng em sẽ không muốn kể tại vì em thấy nó thiếu ấy um. nó không nó không đủ mà tất cả mọi thứ kiểu em đang ngồi đây với anh em cũng cảm thấy may mắn um. mình có chữ IGFE trên móng tay ạ <laughs> <laughs> thật á <đó. cười> vâng. anh xem được. em Oh wow đấy ừ. có thật đấy à với cả cái việc mà em cảm thấy mình may mắn em cảm giác là nó cũng đem lại nhiều may mắn hơn nữa cho mình không phải tâm linh đâu nha ý là khi mà mình cảm thấy mình đang may mắn và mình cảm thấy hạnh phúc với những cái gì mình đang có ấy ừ. em sẽ cảm thấy tích cực hơn và từ đó thì um, có thể tập trung vào những cái việc mình đang làm hơn mà không cảm thấy bản thân mình thiếu cái này thiếu cái kia ấy giảm bớt thôi đương nhiên là em vẫn sẽ có những lúc cảm thấy không đủ anh nghĩ là từ cái cuộc nói chuyện lần trước với em anh cũng có nhận thấy là em có một cái giống như là mình cảm thấy mình có trách nhiệm với cả khán giả bởi vì somehow là mình có một cái sự may mắn và mình cũng muốn chia sẻ cái sự may mắn đến cho mọi người đấy ừ. là giả thuyết của anh ừ. từ góc độ của em thì nó như thế nào đúng đúng ạ càng kiểu càng làm lại càng thấy thế tại vì ngày xưa em nghĩ là anh cũng sẽ hiểu cảm giác này là lúc mà mới làm thì mình cũng không nghĩ nhiều như thế đâu mình kiểu tôi thích cái này nên tôi làm thôi bật máy quay lên và quay thôi nhưng mà khi mà mình đã có cái sự thành công nhất định và được nhiều người ủng hộ rồi thì tự nhiên cái cảm giác biết ơn nó đến và cái cái trách nhiệm nó cứ cảm nó trong nó ở trong mình nó cứ ngày một lớn dần lớn dần mà mình nhiều khi mình cũng không để ý đâu nhưng mà đến một thời điểm mình sẽ phát hiện ra là trước khi mình làm một cái nội dung gì đấy mình sẽ có sự tính toán hơn Mm. mình sẽ có mình sẽ cảm giác là mình muốn làm ra cái gì nó thế giới hơn nó phải nó phải chạm được đến nhiều người hơn okay. và nói chung là có sự tính toán hơn so với những cái video đầu tiên mình làm những cái video đầu tiên mình làm đúng kiểu tôi thích cái gì tôi làm đấy nhưng mà về sau em không biết là anh như thế nào nhưng mà về sau sẽ có để ý hơn là um, không biết khán giả sẽ thấy như thế nào nhỉ không biết là mọi người sẽ học được gì từ cái này không biết là mọi người sẽ có cảm thấy cái này có ích không có chia sẻ không vân vân thì cái đấy em thấy nó đến một cách rất là tự nhiên Trước buổi nói chuyện hôm nay Trong quá trình anh nghiên cứu với em thì Anh cũng có xem những cái video đầu tiên của em <cười> <cười> Và nhưng mà tí nữa anh sẽ hỏi sâu hơn một chút về cái đấy Còn uh, anh nghĩ là Ở phần đầu anh sẽ muốn hỏi một tí Về cái con đường học vấn của em Và có một câu hỏi anh rất là thích hỏi mọi người là 5 năm, năm trước khía cạnh nào của chuyên ngành văn hóa và truyền thông Đã thu hút ừ. em Sao anh lại thích hỏi mọi người câu này Anh ừ. bởi vì cái quyết định mà học Theo đuổi một cái ngành Hoặc là một cái nghề nhất định nó là anh nghĩ nó là một cái sự gắn bó một cái commitment rất là lớn bởi em sẽ phải đầu tư một một khối rất lớn thời gian cuộc sống của bản thân vào đấy. Thì nó là một cái investment. Thì tại sao? Điều điều gì lại là cái ngành này mà không phải là những ngành khác? Lý do đầu tiên ừ. là em cảm thấy là em sẽ giỏi nếu em học ngành này. Ừ. Em sẽ có thể làm tốt được. Mặc dù em cũng rất thích theo đuổi đam mê nhá, nhưng em có một niềm tin là tôi chỉ đam mê được cái gì tôi giỏi thôi còn nếu mà mình không có năng khiếu trong cái mảng đấy và mình cảm thấy rất là vật vã rất là khó khăn uh, khi mà làm nói thì em có thể là sẽ gặp nhiều khó khăn và sẽ khó để mà giữ cái lửa đam mê hơn còn khi mà mình đã cảm thấy là ở cánh truyền thông này Uh, mình có một cái năng khiếu gì đấy nhất định và mình đã có sự quan sát và để ý từ nhỏ rồi đến bây giờ mình thấy là ở ừ, cái này mình làm sẽ ok đấy sẽ có thể phát triển được và biến nó thành một chuyên môn của mình đấy thì em sẽ có nhiều động lực hơn có nhiều sự tự tin hơn và đúng là khi mà học khi mà làm thì em thấy mình cũng ok thật và cứ giỏi lên giỏi lên giỏi lên tiến bộ lên ấy thì mình lại càng đam mê hơn và tự tin hơn nhưng mà lúc đấy em nhìn ra được cái gì ở bản thân em em nghĩ là phù hợp với cả ngành đấy có rất là nhiều cái gọi là hint để mình biết được là mình có năng khiếu ở mảng gì thế kiểu từ nhỏ thì em đã hay uh, tham gia mấy cái hoạt động liên quan văn đến nghệ. đúng văn nghệ này. nhỏ nhất thì là văn nghệ xong rồi bắt đầu lớn lên là kiểu ví dụ như làm dự án thì sẽ luôn ở trong những cái team mà uh, truyền thông truyền thông ấy ừ. kiểu là quay phim chụp ảnh hay là uh, nếu mà có làm dự án ngày xưa em làm dự án gì ta uh, em làm dự án kiểu cũng đi dạy các em nhỏ học thì mình sẽ luôn là cái cái trong cái đội mà lên nội dung để mà quảng bá cái dự án này hoặc là sẽ lên nội dung để để truyền tải một cái gì đấy nói chung là truyền thông và mình để ý là những cái này là những cái mình làm giỏi nhất còn một vài những cái lần khác mà ví dụ làm cái gì nhỉ mình không thấy giỏi ta ừ, em <cười> <cười> em rất là thích em em nói thật là em rất thích ước gì mình hát hay luôn ấy em cảm giác là mình rất là thích làm ca sĩ kiểu nhảy múa hát hò các thứ ấy ừ, em hát hay không không anh <laughs> đấy đấy cũng là một đam mê của em mà em cũng đam mê ca hát mà nhưng em không như lựa video chọn đầu tiên của em là video cover của bài hát đúng không không em nhảy anh ạ không nhảy à, à ok <laughs> nhưng mà đấy là không phải em không đam mê nhưng em biết là mình không có cái năng khiếu ấy nên em sẽ không lựa chọn theo cái đấy em có cảm thấy đấy cũng là một cái khía cạnh may mắn không tức là mình biết được là cá nhân mình bản thân mình phù hợp với cả cái sự nghiệp nào từ khi còn khá là sớm Đúng, rất may mắn Mà em biết được là bởi vì em đã có những cái trải nghiệm Từ nhỏ đến bây giờ em có nhiều trải nghiệm mà Mẹ em cho em đi học ở cung thi cung thiếu nhi này Anh, anh có đi học cung thiếu, anh thiếu có, nhi Anh có, anh đi học vẽ Ơ, ờ, em nhi. cũng có đi học vẽ <laughs> Xong em cho đi học MC Chứ được đi học rồi được đi làm cái này cái kia Tiếp xúc với người này người kia ấy Thì mình may mắn là mình có những trải nghiệm đấy Thì mình mới có thể đưa ra được kết luận Là ừ tôi có năng khiếu ở mảng này mảng kia Để mà chọn được cái đúng một trong những cái yếu tố giúp em có thể xác định được là mình muốn trở thành ai là việc em được tiếp xúc với rất nhiều những cái khía cạnh những cái chủ đề khác nhau từ khi còn khá là nhỏ và để ý nữa ừ. thế thì um, quay lại cái ý lúc nãy em vừa nói tức là mình đam mê được cái giỏi thì cái này là cái bổ sung anh đọc ở trong một cuốn sách nhưng mà tên là gì này, anh quên mất rồi thì người ta phát hiện ra là cái đam mê với cả cái giỏi thì nó thường thường có một cái sự tương quan tức là mình sẽ mình bắt đầu với sự đam mê trước xong sau đấy mình giỏi nhưng mà bản thân cái việc mình giỏi một cái gì nó cũng giúp mình đam mê cái đấy hơn tức là nó là hai cái thứ nó liên tục gọi liên tục nó có truyền năng lượng cho nhau cái này bổ trợ cái kia và nó thành một cái vòng xoáy và khi mà em chọn được một cái ngành nghề mà em vừa đam mê và em vừa giỏi thì đấy nó sẽ hình thành một cái lợi thế cạnh tranh và giúp em đi xa hơn tất cả những người khác đấy tại vì em cũng mọi người hay hỏi em lời khuyên lắm, kiểu em đam mê cái này cái kia làm thế nào để em theo đuổi được thì em cũng hay nói là em thử em sẽ sẽ hay khuyên mọi người là thử nhìn lại những cái trải nghiệm cũ của mình xem là Mình có thực sự có năng khiếu không và nếu mà mình không có năng khiếu thì mình có sẵn sàng vất vả để mà dành rất nhiều thời gian và công sức bỏ ra để giỏi cái này không tại vì là mình đã bị thiếu lợi thế ngay từ đầu rồi mình đã bị yếu thế ngay từ đầu so với những người có năng khiếu rồi thì bạn có sẵn sàng đối mặt với những cái khó khăn đấy không để mà suy nghĩ tiếp tại vì em không muốn tô hồng mọi thứ với kiểu khi bạn thành công rồi bạn đã có những cái sự thành công nhất định rồi thì rất dễ để bạn nói là ừ các bạn theo đuổi đam mê đi hãy rất là chính mình hãy um, hãy làm đi rất là dễ just do it nhưng mà trời ơi <laughs> <laughs> um... <laughs> <Thế làm> sau <laughs> đấy rất là dễ để nói thế đúng không nhưng mà em cảm thấy đôi khi mình hơi mình mình không nói thế được ấy ừ. Thấy hơi hơi um, không thực tế không thật lắm khi mà cho người ta những cái những cái viễn cảnh quá màu hồng chính xác và đây cũng là một cái mà thời gian ở đây anh cũng muốn thu lại thôi cá nhân anh là anh cũng không muốn nói quá nhiều mà anh muốn nói qua hành động ừ, hành động gì ạ à? tức là ví dụ anh sẽ chứng minh là một thứ làm được không phải bằng cách là cứ nói là cái đấy làm được mà mà anh sẽ làm nó trước có lại YouTube bởi vì uh, YouTube <laughs> em cũng vừa nhắc đến sự vất vả vâng. em làm YouTube đến nay là được 6 năm rồi đây có phải là một hành trình vất vả không và em cảm thấy từ không subscribers cho đến 700.000 subscribers, 700.000 hơn. Đâu là những điểm thay đổi lớn nhất của mấy chàng? vất uhm, vả không à? Có, có vất vả. Vất vả tại vì mình phải bỏ nhiều công sức, thời gian công sức chất xám cho nó, phải phải uh, lao tâm khổ tứ nhiều về nó, suy nghĩ nhiều về nó. Thì em nghĩ là đấy cũng vất vả. Thực ra nếu mà kiểu 2-3 năm trước sẽ không dám trả lời như này đâu. Sẽ kiểu mình không mình thấy công việc này thực ra là cũng <laughs> cũng dễ dàng mình cũng thấy rất mà. may mắn rất chiêu mà mình là rất may mắn các thứ nhưng mà em thấy như thế thì hơi hơi bất công với cả những cái công sức mình đã bỏ ra như là uh, em nghĩ là có sự vất vả trong đấy không phải là cái gì mà nó quá 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 mà em khiến em phải kêu ca nhưng mà nếu mà hỏi là có vất vả không thì em trả lời là có uh, uh, về sau anh hỏi là gì nhỉ về sau anh hỏi là sự khác biệt lớn nhất giữa mây chan cứ cho là của 1.000 subscribers à, Mê Chan của 700.000 subscribers Là gì? <cười> <cười> hay là mình cứ là chính mình thôi? Um, không Không à? Không Em nghĩ là bây giờ đấy em có nhiều trách nhiệm hơn Cảm giác là bản thân có nhiều trách nhiệm hơn Làm mọi thứ có sự tính toán hơn Dù muốn hay không ấy có thể là đôi khi cũng không muốn là mình thật là giống như ngày xưa thích gì quay nấy nhưng mà bây giờ nó cứ thế, kiểu như là mình có kinh nghiệm rồi nên là mình sẽ mình sẽ tự động mình có sự tính toán hơn ngày trước ngày trước hồn hồ nhiên vô tư lắm và khác gì nữa nhỉ Ờ uh... ra đường dễ mọi người nhận ra hơn vâng em cảm thấy là em cũng phát triển hơn giỏi hơn xinh hơn kiểu đấy có một câu hỏi anh rất anh cũng thường hỏi những creator mà họ đã đi một quãng đường khá là dài và họ cũng chuyển từ làm việc làm content những cái mình thích sang làm một content giống như kiểu nó có sự ổn định hơn anh nghĩ anh sẽ muốn dung từ ổn định để dễ dàng phát triển hơn thì câu hỏi nó sẽ thường là thời kỳ đầu khi mà mình làm những thứ mình thích thì mình sẽ kiểu rất là thoải mái còn càng về sau thì cảm giác giống như kiểu mình có mục tiêu rõ ràng thì mình sẽ phải có một cái khuôn có con đường của mình nó sẽ kiểu thu hẹp lại để mình giống kiểu được quốc lộ mình đi thẳng đúng. mình sẽ phải đi đúng luật hơn vâng. cái đấy nó có khiến em kiểu bớt enjoy cái hành trình đấy không hay là thật oh. à, anh khá là bất ngờ về câu trả lời của em đấy em có thể chia sẻ kỹ hơn thế trước khi anh hỏi từ tiếp được em không? muốn hỏi anh tại sao anh bất ngờ ờ à, anh bởi vì anh đang hình dung theo những gì anh đã research và theo sự vui vẻ hào hứng của đầu podcast là em sẽ kiểu rất enjoy em sẽ coi đấy là một thử thách mới và kiểu yeah nó cũng vui nhưng mà vui theo một kiểu khác à, thế à? <laughs> em sao anh lại nghĩ em màu hồng như thế <cười> <cười> em không biết nữa nhưng mà anh anh có vui không nếu mà nếu mà là anh Câu hỏi của em cụ thể là gì? Nghĩa là nếu mà bây giờ ban đầu mình làm một cách rất là hồn nhiên vô tư, xong rồi sau nó dần dần càng ngày nó càng hẹp lại, nó thành một cái đường thẳng như này này, thì anh còn thấy nó vui như ngày xưa không? Ờ, à, hồi trời ơi, anh nghĩ anh vừa tự chiếu tướng bản thân rồi. Thấy chưa? đúng đúng không? <laughs> đúng đúng đúng. <laughs> anh nghĩ là nó vẫn nếu mà trả lời một cách rất là hoa wow. hậu <laughs> ừ. thì nó vẫn sẽ vui nhưng mà nó sẽ vui theo kiểu khác. Nó nó sẽ không phải vui cho cá nhân mình nữa. Hồi trước là đúng cái kiểu là tại sao anh lại trả lời thay câu hỏi tại sao anh lại trả lời câu hỏi của anh à? nhỉ lời... thì, anh, trả lời thôi anh trả lời trước một phần thôi nhá vâng. Là ý là hồi trước nó vui theo kiểu mình được là chính mình còn về sau mình biết là cái con đường của mình nó dẫn đến đâu và mình có thể tạo ra tác động như thế nào đến mọi người thì lúc đấy là cái cái mục tiêu của mình nó liên quan đến mọi người nhiều hơn và mình chỉ là một cái bánh răng ở trong đấy thôi em có em có câu trả lời hơi giống của anh thế mà em lúc mà anh hỏi em em bảo là không luôn thì thực ra là nó hơi hẹp quá nó tại vì em thích những cái kết mở và đúng thực ra nó không phải là <laughs> anh 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 biết cái mà không nhưng mà k o xong rồi có dấu sắc không kiểu có <laughs> đấy em nghĩ đấy có trả lời em kiểu <laughs> đây là ngôn ngữ của Gen Z đúng không <laughs> thì nó là như thế kiểu là nó không được vui cái kiểu như ngày trước kiểu như ngày trước là nó sẽ thuần vui kiểu là mình đang chơi một trò chơi ấy. còn bây giờ thì nó sẽ là vui theo kiểu là tôi uh tìm kiếm được niềm vui trong công việc, tôi tìm kiếm được niềm vui trong việc đem lại giá trị cho người khác, nên là nó sẽ không phải là cái kiểu vui mà nó rõ ràng và nó ập tới ngay như là cái kiểu ngày xưa chỉ cần thỏa mãn những cái gì mình đang muốn, mà nó sẽ là một cái vui mà nó dịu dàng hơn và em đang muốn tin là nó bền bền vững hơn. Tại sao là em đang muốn tin thay vì em đang tin? <laughs> Tại sao có sự bấp bênh và thiếu chắc chắn ở đây? Tại vì sao anh nhỉ? Tại vì em chưa dám đưa ra kết luận luôn ý Em, em nghĩ là cần thời gian um, để theo dõi thêm Thực chứng Phải thực chứng nhưng mà khá chắc đấy Khá chắc là nó sẽ bền vững Vậy thì cái mục tiêu mà em đang muốn hướng đến là gì? Ví dụ của cá nhân mình hoặc là với của kênh May Chan Cái cái anh không muốn đóng khung thành cái giá trị mà em đang muốn tạo ra cho khán giả ở đây là gì Nhưng mà anh chỉ muốn quay lại cái cốt lõi là Em muốn, mục tiêu của em là gì? Mục tiêu của em là có thể vừa thỏa mãn được những uh, cái khát khao chia sẻ của bản thân mà vừa có thể đem lại được một giá trị gì đó. Có thể là bất cứ cái gì, ấy, chỉ cần nó có ích cho một ai đấy thì em sẽ thấy là ok rồi. Mà có ích cho nhiều người càng tốt. Nếu mà nó có ích cho nhiều người thì chứng tỏ là em đang giỏi chuyên môn của mình. Ờ à và nếu mà nó tiếp cận được đến nhiều người thì nó là em cũng đang làm tốt cái công việc mình đang làm giỏi chuyên môn và có thể gọi là quảng bá được những cái gì mình đang làm ấy view về em quan trọng nha ừ. em, em nghĩa là em sẽ không lên đây anh luôn. đang định hỏi một cái liên quan đến đấy đấy sau em biết em, được ấy. em sẽ không <laughs> lên đây và nói kiểu mình không quan tâm đến views và mình likes đam và đam followers không mình quan tâm mọi người ạ. tại vì đây là cái em học ấy và em nếu mà em muốn nó trở thành một cái công việc mình sẽ theo đuổi lâu dài thì nó là một cái chuyên môn của em, nó là một cái mà em nên giỏi nên khi mà flop, khi mà không có nhiều views thì thực ra không có nghĩa là là uh, video của mình không có giá trị, nó chỉ là um, tôi sẽ có thể làm như thế nào để những cái giá trị này có thể đến được với nhiều người hơn nhỉ? Đó. Em có phải là người thường đặt những cái mục tiêu, từ mục tiêu rồi ví dụ như kiểu uh, tôi cần phải đạt được điểm này hoặc là ví dụ như kiểu trong quý này tôi cần phải đạt được những chỉ số này hoặc là một video tôi up lên cần phải nên là được views này. Em có phải là người như vậy không? Có. Vậy thì khi mà vượt qua mục tiêu thì em sẽ vui đúng không? Nhưng mà khi mà liên tiếp chẳng may là kiểu 2 3 cái video thậm chí là 4 5 cái video nó perform underperform một tí thì em tự nói gì với các bản thân mình Để đi qua những cái giai đoạn trùng xuống như vậy Em phân tích Em thích phân tích Có nghĩa là uh, em hay um, case study ấy Em không biết Em hay kiểu vợ nhà nhìn vào những cái kênh mà thành công Và suy nghĩ xem là tại sao họ thành công Nhìn vào kênh của mình và suy nghĩ xem là Tại sao video nhiều views và tại sao video ít views Và mình sẽ có những cái những um, cái, cái cái sự phân tích nhất định ý. Nó không Chưa chắc, chắc là đã đúng đâu nhưng mà khi mà phân tích như thế thì tự nhiên mình cảm thấy là Mình đang có một con đường để có thể giải quyết cái vấn đề này Thay vì việc là em cũng sẽ buồn em cũng sẽ suy nghĩ Nhưng mà chỉ nghĩ như thế không thì nó không giúp được gì Mà khi mình phân tích chỉ cần là mình nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng hơn Thì mình đã tự nhiên cảm thấy là ừ cái này có hướng giải quyết Và có nha Ý là khi mình phân tích thế mình có học được cái này cái kia nha Anh rất là muốn nghe về một cái study mà em đã từng phân tích thử em có thể chia sẻ một cái bất kỳ đâu thì nói chung tiktok đi ha tại vì tiktok là một cái nền tảng mà đang rất viral và mọi người đang dùng nhiều thì dạo này em cũng build kênh tiktok um, để tăng exposure á. sẽ có nhiều dạng content trên tiktok và đối với kênh em thì em muốn có một cái Vẫn giữ một cái hình ảnh là kênh này bổ ích lý thú Đem lại giá trị cho mọi người Đem lại năng lượng tích cực vân vân Nhưng mà những cái video viral nhất của em trên tiktok Là những cái video mà kiểu 15 giây và em chỉ hát nhép ấy Kiểu không cần phải làm gì Em cứ em cứ hát nhép ấy Là sẽ viral mấy triệu view Hoặc là có một cái video em nháy mắt một cái 2 triệu view Hả? Vâng, thật Nội dung của nó là Là em nháy mắt 2 triệu view sau đó có những cái video mà em phải kiểu bỏ chất xám, thời gian công sức ra và mình thấy là nó rất là có ích nhưng mà có thể nó sẽ kiểu mấy chục ngàn thôi chẳng hạn nó không phải là một số con số ít nhưng mà nó không được bằng cái kia thì mình sẽ thắc mắc đúng không? Ừ, anh thắc mắc anh có rất nhiều ừ. câu hỏi đấy. Đấy thì em đã suy nghĩ nha thì kết luận của em, luận của em là <laughs> thực ra nó cũng tùy vào nền tảng ấy kiểu là mọi người lựa chọn lên nền tảng đấy để làm gì mọi người có mở tiktok ra để học để nghe một cái gì để deep không hay là số đông sẽ muốn mở tiktok ra để giải trí sẽ người ta sẽ xem tiktok ở những cái lúc mà người ta cảm thấy là ui làm việc mệt quá hay là vừa đi học về mệt quá hay là vừa ăn cơm xong năm muốn nghỉ ngơi thì mở ra ngồi lướt vui vui thì uh, có thể vì lý do đấy nên là những cái nội dung mà nó hơi nặng nề hơn một chút hay là nó hơi hơi gọi là deep deep hơn một chút thì sẽ khó tiếp cận mọi người hơn có những cái mà nó thuần vô chi và chỉ kiểu nhìn trông hay hay trông đáng yêu đáng yêu đem lại một cái năng lượng gì đấy thì mọi người sẽ thích hơn chẳng hạn rồi uh, những người dùng tiktok đang ở độ tuổi nào thì tiktok rất là nhiều em nhỏ dùng thì có thể là em sẽ thích là ừ trông bà này nháy mắt nhìn buồn cười nhỉ thì sẽ thích sẽ thích xem hơn uh, những lý do như vậy uh, chung là cũng có nhiều lý do lắm em có thường hình dung ra về audience profile và behavior của khán giả không em có cố gắng để để hiểu. Nhưng mà càng ngày càng khó hiểu hơn, đặc biệt là với những nền tảng mà uh, nội dung của anh có thể đến với bất cứ ai như là TikTok dễ lan tỏa đúng không? Đúng rồi. Thì thì hơi hơi khó khoanh vùng. Uh, nhưng đối với em như kênh YouTube hay là Instagram thì em có thể khoanh vùng được khá là rõ uh, các uh, đối tượng mà em sẽ hướng tới và các bạn uh, trẻ khoảng cấp 2, cấp 3, đại học Uh, hoặc là lớn hơn một chút xíu thì và là những người mà và là những bạn mà đang muốn phát triển bản thân ấy, uh, thì cảm giác là như vậy. Xin phép nhảy sang một cái topic hơi mới hơn một tí, nhưng mà em đã từng có một khoảng thời gian gap year. Đúng rồi. Vậy thì um, cái ý đây nó sẽ khiến anh có hai câu hỏi. Thứ nhất là nếu mà một bạn followers của em có thể là sinh viên, học sinh và cũng đang suy nghĩ về việc mình có nên có gap year hay không? thì bạn ấy nên tư duy như nào về gap year bởi vì để anh nghĩ đấy không phải là một cái quyết định phổ biến với phần đông mọi người nên tư duy những cái gì trước để gap year hiệu quả hoặc thậm chí là còn nên tư duy là tôi cần một cái gap gap year hiệu quả hay không em nghĩ câu hỏi đầu tiên mà bạn ấy nên hỏi bản thân thì là bạn ấy đang muốn gap year để làm gì tại vì sẽ có những bạn muốn gap bởi vì thực sự tối chỉ muốn nghỉ ngơi thôi nó sẽ khác với em ngày xưa em muốn gáp là em muốn trải nghiệm cái này cái kia em muốn có một cuộc sống thú vị hơn thì nó sẽ khác em, thế em không thể nào mà khuyên một bạn là đang rất mệt và muốn nghỉ ngơi là ừ cậu phải tìm một cái gì đấy để làm và đảm bảo rằng là trong một năm cậu gáp này thì cậu sẽ học được nhiều thứ mới tại vì không tới chỉ đang muốn nghỉ thôi kiểu đấy nên là em không nghĩ là có một công thức uh, cụ thể nào để một bạn có một cái năm gáp như thành công ấy nó hoàn toàn là hãy hỏi bản thân là cậu đang thực sự muốn gì vẫn là, phải là trải nghiệm cá nhân của từng người đúng không đúng rồi nó rất là cá nhân ý mỗi người đặc biệt yes nó là cái đấy em thích cái đấy mà <laughs> em thích cái đấy lắm nhưng mà em đoán là nhiều bạn sẽ muốn gap year với cùng lý do giống như em là muốn học hỏi thêm muốn nhiều trải nghiệm hơn hoặc là đang cảm thấy quá chán muốn cuộc sống của mình thú vị hơn lời khuyên của em sẽ là có một kế hoạch rõ ràng thực ra em là em gap year là dễ đưa quyết định dễ dàng Tại vì là lúc đấy mình cũng có công việc rồi Có tài chính rồi Có sự ủng hộ của bố mẹ Còn nhiều bạn khác thì sẽ không có những cái đấy Có thể là sẽ rất bị ngăn cản Tại vì nó không phải là một cái gì quá là um, phổ biến ở Việt Nam Nên các bạn ấy sẽ gặp khó khăn hơn Thì càng khó khăn như thế càng phải có kế hoạch rõ ràng Tại vì có thể đây là một cái ý tưởng mà mình nghĩ sẽ tốt đi Nhưng mà khi mà khó khăn ập tới mà mình không chuẩn bị tinh thần ấy Thì sẽ rất là dễ bị hoảng Tại vì đã không được ủng hộ rồi nhá Đã không phổ biến rồi Xong lại còn gặp khó khăn này khó khăn kia ấy Thì rất là dễ là hoảng loạn Xong rồi có thể thả trôi luôn Và thời gian trôi qua rất Nó kiểu trôi tuột đi luôn ấy Đấy thì sẽ rất là phí Nên là nên uh, chuẩn bị tinh thần Có một cái um, kế hoạch rõ ràng uh, Là mình sẽ làm gì làm gì làm gì uh, Ngay cả nghỉ thì bảo Ừ mình sẽ nghỉ như thế nào Mình sẽ nghỉ trong bao lâu Mình mình sẽ làm gì khi nghỉ Có thể là mình sẽ chỉ nằm như này ngày nào mình cũng nằm như này hay là mình sẽ chơi game hay là mình sẽ làm gì thì nên có cái cái sự chuẩn bị đấy thì để cho chính bản thân mình cảm thấy chắc chắn với những gì mình đang làm ấy vậy thì cái vế tiếp theo cho câu hỏi lúc nãy của anh là tại sao lại là gấp ở Hồ Chí Minh oh, tại vì em muốn đợt đang dịch ấy ừ. nên là ở Hàn thì thì cũng hơi bị khép kín một chút và lúc đấy em cũng ở Hàn khoảng hơn 2 năm rồi nên là <cười> <cười> Nên là cô cũng chán chán ấy Muốn có một cái đổi thay đổi không gian Ờ à, Thì em nghĩ là về Hà Nội thì lại về quê nhà Thì thì cũng chưa chắc là mình Tại vì lúc đấy mục tiêu các bạn là mục tiêu là đang muốn trải nghiệm Nên là quyết định đến một cái thành phố mà Nó vừa là quê hương nhưng lại cũng không hẳn Là một nơi quá quen thuộc nên quyết định chọn Hồ Chí Minh à, chung Chúng là tò mò là chính ấy Tò mò là chính nhưng mà cũng buồn cười một cái là về Hồ Chí Minh cái lockdown luôn mà Lock, Lockdown 6 tháng luôn cho cuộc đời mọi anh người Anh còn à. nhớ cái giai đoạn đấy Giai đoạn đấy một giai đoạn mà Ở trong nhà xong rồi Anh bị tăng cân Và anh reflect rất nhiều về cuộc sống Đúng Cái khoảng thời gian đấy là Anh bắt đầu phải học cách để thiền Và viết thích nốt các thứ Thời gian đấy em cũng hơi, hơi, khó khăn với em đấy Em đã từng có một số công việc ở bên Hàn ừ. Vậy thì Em có bao giờ cân nhắc đến việc là Mình có thể phát triển sự nghiệp ở Hàn Quốc không? Em nghĩ là lúc mà mới sang là có đấy Trước khi sang và mới sang Thì em sẽ nghĩ là ừ khả năng là mình sẽ muốn uh, tốt nghiệp xong ở, ở lại nhưng ở thời điểm hiện tại em không muốn như thế nữa em cảm thấy mình có thể trở thành một người xuất chúng và đóng góp được nhiều hơn khi ở việt nam hay là có thể ở một nơi nào đấy khác không biết là có thể là uh, trải nghiệm 5 năm ở hàn quốc đã cho em thấy là um, mình ở đây thì cũng ok nhưng mà em nhìn thấy cái giới hạn của nó ấy. kiểu em có thể nhìn thấy được một cái kết nào đấy ở đây, và em không thích điều đấy, em thích kết mở. Ok. <laughs> ờ ở Hàn Quốc anh đã từng nghe đến những cái áp lực về việc học tập và thi cử thì thì cái đấy có phải là một cái mà nó có thật không? Thế là kiểu có nó không? nó 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 có đến mức như truyền thông hay nói về nó không? Em nghĩ là có đấy ạ. Nhưng uh, em thì không phải về Việt Nam vì cái đấy, tại vì em thấy là ở đâu cũng có áp lực hết á và làm cái gì mà áp lực hết nếu mà nó không áp lực thì đáng suy ngẫm nha <laughs> cái gì dễ quá phải đáng suy nghĩ đúng rồi tại vì em nghĩ là cái giá trị đạt được nó gọi là gì tỷ lệ thuận với công sức bỏ ra ấy ừ. thế nên là em không không nếu mà em thực sự thích ở Hàn Quốc thì thì em sẽ không sợ áp lực đâu nhưng đấy em biết em em biết từ cũng cũng à cũng 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 là cái gì cũng. <cười> <cười> anh, <cười> anh không xem tiktok đúng không anh anh không có app tiktok <laughs> bây giờ nhé em bảo là Ừ em sẽ uống thử nước này sẽ uống anh hỏi em là có ngon không em sẽ kiểu sâu so sâu -so ấy ở ừ, đấy sâu so sâu -so sâu -so. cũng cũng Oh my god sâu so sâu -so. cũng cũng là sâu so sâu -so à yeah đấy kiểu cũng cũng thì đấy nhưng là việc em nghĩ là ở mình ở hàn quốc thì nó rất là cũng cũng ấy và em không muốn um, em không muốn bằng lòng về cái sự cũng cũng đấy Em muốn thử thách bản thân thì có thể là em có hai lựa chọn. Một là đi nước khác, hai là về Việt Nam, đúng không? Thì em đã suy nghĩ và em quyết định là mình sẽ về Việt Nam ở thử ít nhất một năm. Và mình hoàn toàn có thể đi tiếp. Tại vì mình có sự tự tin và mình dám. À, ok, mình sẽ ở Việt Nam thử một năm xem như thế nào. Vậy là mình cũng thích lấy chồng nữa mọi người mình chưa có người yêu nhưng mình cũng thích lấy chồng nhá đây hey. <laughs> 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 anh linh kêu. không biết nên đặt câu hỏi nào cho thông tin vừa rồi nhưng mà xin phép đặt câu hỏi cuối cùng trước khi chuyển sang phần kia đây <laughs> <laughs> <Em, cười> anh phải anh phải nhìn thấy mặt anh không <laughs> câu hỏi của anh là điều gì mang em về việt nam nếu đây không phải là một người chồng hoặc là một người bạn trai <laughs> không phải người bạn trai luôn ý nhưng mà ý là mình ý là em chỉ nghĩ là câu hỏi serious đấy nhá em trả lời serious mà ý là thực, Ý là mình đang cần thời gian để suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì. Ấy. Ừ. Tại vì nếu bây giờ em bản thân em đang muốn có một cái sự vừa thử thách vừa ổn định là thử thách ở đây là mình vẫn được làm những cái mới nhưng ổn định ở đây là mình sẽ um, có thể suy nghĩ là lập gia đình các thứ chẳng hạn thì cái điểm ở giữa ở đâu ấy mình sẽ chọn mình sẽ lựa chọn cái 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 hướng đi nào để đạt được cả hai cái đấy. Ờ, thì em nghĩ là ừ, bây giờ Việt Nam là câu trả lời của em nhưng có thể em sẽ đổi sau 6 tháng hoặc một năm. Thế cái nước còn lại mà em đang cân nhắc đến là nước nào? Hay em đã nghĩ ra chưa? Em thích Trung Quốc. Trung Quốc. Oh. Ngày xưa em định bỏ nhà ra đi để đi Trung Quốc đấy nhưng không thành. Thế là bỏ nhà không thành, không ra được ngoài cửa. Vâng, không. Em em bỏ nhà em kế hoạch em em kế hoạch ghê lắm để em gửi cho anh cái vít đấy của em cũng viral đấy. Mm. Em có kế hoạch từng chi tiết từng kiểu là lấy tiền ở đâu xong học gì học gì xong rồi em còn ăn cắp sổ tiết kiệm không không phải em không ăn cắp tiền nha <laughs> em chỉ mượn gọi là mượn đi mượn cái uh, sổ hộ khẩu tại vì hồi đấy chưa có chứng minh nhân dân nên là em phải lấy sổ hộ khẩu để, để đi làm chứng minh nhân dân thế em đã mượn mượn sổ hộ khẩu tại vì của ta em đánh. có trả lại chỗ cũ mượn sổ hộ khẩu để đi làm chứng minh nhân dân để bỏ nhà ra đi nghĩa là nó không phải là kiểu tôi sẽ đi đây tạm biệt mọi người tôi đi đây <laughs> mà em lên kế hoạch rất chi tiết trong vòng mấy nhiều tháng trời ấy nhưng cuối cùng thì em phát hiện ra là có một con đường ok hơn là mình sẽ thi đỗ vào chuyên Anh để học Ngồi uh, đấy đến trường Am thì có chuyên Anh Trung để học tiếng Trung và sau đấy mình sẽ đi sau. Thì đây. Sau đây là phần Q&A. Mê Trang đã học gì từ bố mẹ của mình? Em học được những cái mà em sẽ không muốn làm giống bố mẹ. Em em, em có thể <laughs> trong, mặt anh, trong mặt anh kiểu, chắc là đương nhiên là em học được nhiều đức tính tốt từ bố mẹ em, nhưng bố em sống tình cảm uh, rất là tốt bụng. Còn mẹ em thì là cũng sống tình cảm tốt bụng và có gọi là gì là một người rất là chăm chỉ, chăm chỉ và kiên định với mục tiêu của mình. thì những cái đấy thì em nghĩ em cũng chia sẻ rồi nhiều rồi. nhưng mà em còn học được ở những cái mà em không đồng tình với bố mẹ em vì em không đồng tình nên là em uh, học được là mình sao nhỉ từ từ nhá <laughs> anh hiểu cái mà em đang định ừ, nói giải thích như nào nhỉ? anh cũng có trong gia đình là kiểu bố mẹ mình làm và đến thế hệ của mình là kiểu this stops here đúng rồi mình sẽ không muốn làm như thế nữa nhưng mà em em bị em bị khựng ở giữa tại vì liệu cái đấy có thực sự không đúng không hay là mình cho như thế thôi Ờ, thì, thì, chỉ có thời gian mới biết được thôi thì đó nên là không cần phải nghĩ quá nhiều xin okay. <laughs> <laughs> lỗi ạ câu hỏi tiếp theo um, nếu không là creator thì Mai chan sẽ là ai hoặc là làm gì em sẽ muốn làm giáo viên môn gì môn uh, tiếng anh em tưởng là môn hát hoặc môn văn <laughs> ừ. nhưng mà em vẫn phải thực tế chứ anh ở một cái vũ trụ song song thì em vẫn em không nghĩ là mình sẽ hát hay đâu nhưng mà nếu mà được thì tốt. giáo viên tiếng anh Em là người thứ ba trả lời câu đấy với đáp án đấy Thật đó? Ừ, anh là, anh cũng là một người trả lời như thế Và bạn The Reviewer Linh ừ. cũng trả lời như thế ừ, à, Em anh thích hả? làm giáo viên gục, của... em cảm thấy Đấy nữa một cái em có năng khiếu nha ừ. Em có thấy làm content nó hơi giống Hơi, 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 hơi. Giáo viên đúng không? Đúng thế Em sẽ phải lên giáo án là tôi sẽ nói những cái gì Cũng, cũng Đây, đây là khi từ cũng, cũng vào đấy Cũng, cũng Cũng, cũng ừ. Cũng, 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 cũng. Ok Một ngày hoàn hảo của Mê Trang sẽ diễn ra như nào? Một ngày hoàn hảo của em sẽ um, bắt đầu bằng một cốc cà phê americano đá. Oh, là cái mà sáng nay anh vừa uống xong. Em, hôm nay em hai cốc để tỉnh táo. À, sao anh nhìn em như thế? Hai cốc. Uh, americano đá này. Sau đấy thì em sẽ có thể giải quyết một số công việc. Tại vì để một ngày của em để mà em cảm thấy vui vẻ với một ngày của em thì em phải cảm thấy năng suất. Tính cách của em như thế. Còn nếu một ngày chỉ chơi thôi, em sẽ lo lắng nha. Nhưng là em phải cảm thấy năng suất thì em mới vui được ấy, nên là làm cái gì cũng được miễn là cảm thấy là ừ tôi đã làm được một cái gì đấy đọc sách hay là làm content uh, hay là viết kịch bản hay là trả lời email bất cứ cái gì phải làm được một cái gì đấy thì ok xong sau đấy thì em sẽ muốn uh, có thể là đi chơi ừ. em thích đi nhà sách hoặc là làm một cái gì đó Và với cả nhưng mà thứ ra cái địa điểm không quan trọng bằng cái người đi cùng mình ấy à. Em hay mua sách về nhà xong không đọc không? Em cũng chưa đọc, em sẽ dùng từ chưa đọc Tại vì thường là em sẽ muốn đọc hết trước khi mua thêm nhưng... Không thể, khó lắm Đúng rồi ạ, nhưng mà <laughs> em vẫn muốn đọc ý, chứ không phải <laughs> là không đọc Anh còn bị anh cứ mua sách về rồi xong anh sẽ tải nó trên Kindle đồ Bởi vì nó tiện hơn đúng <laughs> rất nhiều đúng nhưng mà em hay đọc nhiều cuốn cùng một lúc lắm ờ anh nhưng cũng thế nên là chúng nó vẫn được động tới chắc là đấy qua 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 đến tối thì em thích uống rượu nha em thích uống rượu mình nhậu nhẹt mọi người ạ rượu vang rượu vang anh thích uống rượu không ờ hồi trước anh có từng thử uống whisky thôi nhưng mà anh em thích nghĩ... whisky và vang đỏ anh thích whisky gì em thích hibiki ạ ờ à, nhật bản đúng rồi rồi à, anh cũng thích rượu hibiki đây có một câu này khá là thú vị mấy chàng đã từng thất bại chưa thất bại nào đến thời điểm hiện tại có tác động lớn nhất đến bạn em uh, có nhiều nhưng mà anh đang muốn hỏi một cái mà ảnh hưởng nặng nề nhất đúng không? Không, không phải anh đang muốn hỏi <laughs> À, quên Các bạn, các bạn đang muốn hỏi <laughs> Thì anh nghĩ là nếu mà để phrasing cái câu hỏi này lại một chút Để dễ trả lời hơn thì nó sẽ làm bài học lớn nhất Từ một lỗi sai trong quá khứ Anh nghĩ là cái đấy sẽ dễ hơn Em nghĩ là em hối hận Và muốn sửa cái thói quen Hay đưa ra nhận định Một cách nhanh chóng quá của mình ví dụ kiểu như zoom kiểu... các thứ ấy bảo là nhân mã thì bạn sẽ như thế này không đấy là em chỉ gọi là small talk vui vui thôi chứ em không nghĩ anh như thế nhưng mà ý lại là đấy đấy là một ví dụ à, kiểu đưa nhận định nhanh quá ấy. nó áp dụng trong nhiều thứ lắm kiểu là trong giao tiếp mong là thời gian tới đi sẽ có những cái um, nội dung mà kiểu inclusive hơn là kiểu gì nhỉ tốt chạm tốt đến, hơn đi chạm ha. đến được nhiều người hơn à, chạm được nhiều người hơn và um, không khiến các bạn ý mua phải những sản phẩm không phù hợp ấy hạn chế nhất cái đẹp nhất có thể ở phía em. Ủa wow, em vừa trả lời một câu trả lời mà anh nghĩ là rất là trưởng thành. À thế ạ? Ừ, bởi vì cái đấy cũng là một cái mà <laughs> anh nghĩ là phải là một người làm làm nội dung hoặc là làm kiểu làm việc một cách có trách nhiệm ấy thì mới để tâm và phải nghĩ nhiều về cái vấn đề đấy như thế. Em có từng gặp vấn đề với các chỉ trích chưa? có chứ. Thì thực ra là em cũng quảng cáo nhiều đấy tại vì chỗ cũng đắt khách <cười> <cười> nhưng mà cũng quảng cáo nhiều và em thì yeah, thực ra nếu mà mọi người để ý thì ngày càng ngày em sẽ càng nhận những cái sản phẩm mà nó có thể xịn hơn và nó phù hợp với nhiều bạn hơn chứ mà là làm nhiều có kinh nghiệm rồi ạ thì sẽ em sẽ biết chọn lọc hơn và ngày xưa để em trẻ con trẻ con thì yeah, cái màng lọc của em nó yếu hơn tuy vậy thì tại vì mình làm quảng cáo nhiều nên là có thể là người xem sẽ không thích, chẳng ai thích xem quảng cáo cả. em hiểu tâm lý đấy, tại vì ngoài việc là người làm nội dung ra thì em cũng là người xem nội dung của người khác nữa. tuy vậy thì nó cũng đặt cho em một mục tiêu là vậy thì mình làm quảng cáo như thế nào để có thể vừa uh, đáp ứng được nhu cầu của nhãn hàng là bán được sản phẩm mà vừa có ích cho người xem thì đấy là một cái thử thách mà Năm 2025 này em sẽ muốn Ồ oh, đây đúng là câu hỏi Mà anh đang định hỏi tiếp theo Để đẩy chúng ta vào phần tiếp theo Là em làm theo để cân bằng giữa Lợi ích của khán giả Và lợi ích của ví dụ như kiểu đối tác Em vẫn đang suy nghĩ Ờm um... Thì vì thứ ngày xưa đợt mà em mới làm tại vì em rất là đề cao cái, cái tính chuyên môn ý và trong công việc thì em uh, luôn luôn muốn mình có đạo đức nghề nghiệp ừ. thì khi mà em nhận tiền thì em sẽ cảm thấy là ừ mình có trách nhiệm là phải bán được hàng cho người ta đó thế nên là em sẽ rất tập trung làm sao để mà uh, khi mà người xem người ta xem ấy người ta sẽ biết được sản phẩm này có những điểm mạnh như thế nào Nhưng mà tuy vậy nếu mà chỉ chỉ suy nghĩ đến uh, sản phẩm và nhãn hàng mà không suy nghĩ đến người xem ấy thì đấy nó sẽ có thể là uh, một là bị quảng cáo thái quá hai là khiến cho người xem khó chịu kiểu xem không thấy cảm thấy nhận được giá trị gì nhiều mà chỉ biết về cái sản phẩm này thôi thì làm thế nào để cân bằng cái đấy thì em đã suy nghĩ là em nghĩ là cách mình kể chuyện quan trọng nó hơi giống cái mà thái độ hơn trình độ ấy, kiểu cái cái cách mình làm một cái gì đấy ấy, thì nó quan trọng ví dụ như là cùng một lượng thông tin đấy có thể là nhãn hàng sẽ muốn bạn phải nhét cái này cái này cái này cái này cái này vào để mà sản phẩm nổi bật nhất nhưng mà mình có thể nói chuyện giải thích giải thích giải thích để giảm bớt lại và uh, có một cái hướng đi nó thú vị hơn, bổ ích hơn cho cả người xem nữa. Và khi mà mình truyền tải thông tin thì mình cũng phải tìm được cách truyền tải như thế nào để người xem mặc dù là ừ đang xem quảng cáo đấy nhưng mà người ta vẫn cảm thấy được là qua cái quảng cáo này mình nhận lại được một cái giá trị gì đấy. Đúng xác. Cái đấy khó. Cái đấy khó mà. Rất mà khó. Anh anh luôn nghĩ là những cái đề bài như thế là những cái đề bài mà kiểu ví dụ công việc của bọn anh ở Swagroom cũng đang nhận. Ừ. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà giải được những cái đề bài đấy tức là mình vừa mới mình vừa có thể deliver được cho client và cho cả khán giả thì mình làm được một việc khó và cái nhóm làm được cái việc khó đấy nó rất là ít ừ. còn để nghiêng về bên này hoặc nghiêng người bên kia thì nghĩ là nó sẽ dễ hơn ừ. nhưng mà nếu mà làm được cái khó thì nghĩ là mới nhiều opportunities mới nhiều cơ hội đúng thế anh nhiều khi em cảm thấy rất là hơi bị ghen tị một tí với cả creators nước ngoài tại vì creators nước ngoài em cảm thấy là mọi người khá là thoải mái trong việc nhận quảng cáo và nó giống đúng chính xác như kiểu là một cái quảng cáo nhảy ra trong lúc em đang xem phim chẳng hạn ấy hay là anh đang xem chương trình trên tv và một cái quảng cáo nó nhảy ra ấy và kiểu là tôi thuần chỉ đưa thông tin là có một cái sản phẩm a này nó có công dụng này và nó đang ở trên thị trường nó đang sale đấy chẳng hạn và đấy là thông tin tớ đưa cho cậu cậu làm gì tiếp theo không quan trọng tớ không quan tâm chỉ là ừ thông tin là như vậy xong thì nó không phải là tớ đã dùng cái này tớ cảm thấy như thế nào như thế nào và tại vì các cậu tin tớ nên là các cậu hãy mua nhé thì đấy thì Đây nó hiểu. thì nó sẽ khó hơn cho mình mình sẽ cảm thấy có nhiều mình sẽ cảm thấy là gọi là gì lo lắng hơn khi mình đưa bất cứ thông tin gì tại vì lại một lần nữa câu chuyện là hợp với tôi chưa chắc là hợp với bạn ấy câu hỏi tiếp theo vì sao những video như là bạn là một cục giấy không xuất hiện nhiều hơn Thực ra những cái video kiểu như thế Em có làm video 21 và 22 tuổi ấy, Thì nó thuần là mình phải có cảm hứng Mãnh liệt Thì mình có thể làm được và nghĩ ra để làm được Nó hơi kiểu hướng nghệ thuật một tí Chứ không phải là chia sẻ câu chuyện Cuộc sống thường ngày nữa rồi Đấy nên là nó xuất hiện ít hơn Tự nhiên không chắc anh nói sẽ em muốn làm video 24 tuổi ấy. Làm đi, thật sự Video 23 tuổi em vẫn chưa làm em Skip luôn 23 sang 24 luôn Video đấy anh có thể là rất là hợp lý để làm một năm một lần Tần suất không có nhiều Nhưng một năm tôi chỉ làm một cái video Video 21 của em không biết anh xem chưa Nhưng mà mọi người mọi người cũng thích video đấy lắm Ồ, Nhưng mà anh rất ấn tượng với cả cái video Cái tư duy của bạn là một cục giấy Anh xem cái đấy và anh rất là thích cái tư duy của cái người làm cái video đấy la à, tớ Bởi vì cái đấy nó dẫn đến anh đến một cái topic mà anh cũng muốn hỏi em là về story Trong cái video đấy nó có một cái câu chuyện rất là rõ ràng và như hôm trước anh cũng có kể là anh cũng có phát hiện được là em đang viết tiểu thuyết Không, em không phải đang <laughs> <laughs> em Đã từng rồi xong Đã rồi. từng xong rồi em bỏ rồi, chung là à. vui vui thôi Đến chương thứ 6 hay chương thứ 7 nhỉ? Hay là từ 5, 5, 6, 7 Anh nhớ một không. trong ba số đấy Bốn á 4 à? ừ, Vâng cả Sai cả ba Vậy thì điều gì khiến em thích những câu chuyện? Tại sao? Bởi em thích cả phim nữa Và anh nghĩ là media nó cũng có một chút yếu tố câu chuyện ở trong đấy Em có phải là một người hay kể chuyện không? Thích có. nghe chuyện Thích, rất thích Sao nhỉ? Thứ nhất là em thích kết nối này ừ. Thích được chia sẻ Và bản thân em khi mà nghe chuyện của người khác thì Em cảm thấy mình được rời khỏi thực tại ấy. Ừ em thích cảm cái gì đấy nó 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 không thật một tí ấy Nó kiểu ừ. ảo 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 một tí ấy Em thích hơn Em có nghĩ là trong tương lai em sẽ xuất bản một cuốn sách Hoặc là know, tham vọng hơn thì có thể Tham vọng thêm một chút nữa thì làm một bộ phim chẳng hạn Ui, em thích lắm, rất thích luôn. đấy là có, có thể gọi là ước mơ. Thực ra đợt này em về Việt Nam cũng đã định là sẽ muốn thử viết rồi ấy. nhưng em cảm thấy là mình chưa đủ chuyên môn, mình chưa giỏi cái này nên đấy. em không làm cái gì mà em không giỏi hết. nên là em đang định bắt đầu với việc học thạc sĩ liên quan đến viết lách hoặc là em cũng khá là hào hứng với việc thử dịch sách. tại vì và em đọc sách nhiều hơn nữa. tại vì là trước khi mà để mình có thể viết ra được ấy, thì em nghĩ là mình nên giỏi về cái việc viết và để giỏi về viết thì mình nên đọc để có thêm chữ ý tưởng có thêm từ ngữ có thêm biết thêm cách viết rồi có thể là dịch để mà có thêm data và khi mà mình dịch thì mình cũng phải là hiểu ngôn ngữ đấy và mình sử dụng cái tiếng mẹ đẻ của mình để mình viết ra mà thì đấy cũng là một kiểu viết đúng không thì nhưng mà nó nó sẽ không cần thiết là phải mình phải tự nghĩ ra thì có thể là rèn luyện từ những cái như vậy và từ 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 từ, thì mình có thể viết sau này chứ em sẽ không nhảy bục vào viết luôn nếu mà em phát hành, launch uh, một cuốn sách hoặc là một bộ phim thì nó sẽ thuộc thể loại nào? Uh, tình cảm. À không, đấy là sách thôi. Sách thì, thì là tình cảm. Không không phải là sách self-help đâu nha. Nó sẽ luôn là chuyện kiểu ảo ảo ấy. Gọi là gì? Fiction. Tình um. uh... cảm. Uh, fiction sẽ có plot twist chắc chắn phải có plot twist em không thể sống một cái thiếu plot twist được ờ, ví dụ hôm trước em vừa cái này lại ngoài lề hôm trước em vừa rủ bạn em chơi một cái trò là lên taxi xong rồi giả vờ đóng vai kiểu ví dụ như anh sẽ là chồng em xong rồi em sẽ là kiểu bù nhí của anh ấy nhưng mà em lại là kiểu, vợ anh đang đi tù nhưng em lại là cái người luật sư cho vợ anh vào tù xong rồi kiểu vợ anh sắp ra tù và em đang ép anh phải và phải là em đang ép anh phải um, ly dị với vợ ngay sau khi bị ra tù ừ. và ngoài luật sư ra thì em còn đi dạy nữa em đi dạy luật và con của anh lại là học sinh của em xong <laughs> <Sau cười> phản ứng của chú tắc, à, tài xế Không, em nào? mới rủ thôi xong em đang tập rồi nhưng mà chưa dám làm ờ, nên làm anh anh thật sự muốn xem nếu mà em làm một cái video mà kiểu chúng tôi thực kể một câu chuyện cho chú tài xế taxi anh sẵn sàng xem cái đấy thậm chí là phải nếu mà em launch cái đấy bằng membership ấy, anh rõ ràng trả tiền để xem cái đấy Thế á. <laughs> ừ. nhưng em sẽ tội chú taxi đó thì trường hợp tệ nhất ở đây là gì chú ý nghe được một thứ mà khiến chú ý khó hiểu chấm hết để em thử nhá ừ ôi đấy đấy là cái em em đang bảo em lại em, à, em bảo anh là em sẽ thích ý ừ. là vẽ ra những câu chuyện đúng và nó phải lạ 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 một tí nó phải thú vị theo kiểu là tình cảm fantasy plot twist đúng gì nhỉ ừ. anh xuân vương trơn Thanh xuân, xuân, xuân vườn trường, thanh xuân vườn trường thì tốt, nhưng mà chưa chắc những may về sau em già đấy em không thích viết nữa thì em cũng không biết đâu. Okay. Thanh xuân vườn trường nó chỉ là một cái sở thích cá nhân thôi, chưa chắc em đã chọn theo nó, mặc dù rất thích. Uh, phải có bài học, ừ. phải có bài học. Em nghĩ là bài học em muốn truyền tải vào đấy là gì? Chắc là về tình yêu thương, lòng tốt, lòng trắc ẩn, uh, mục đích sống, cái gì, nỗ lực sống ừ kiểu, kiểu như thế. thế thế bài học từ cái cô bồ nhí mà làm luật sư <laughs> cho cái ông đang ngoại tình là kiểu những người mà tam quan gọi là gì tam quan uh, lệch lạc như thế này thì sẽ có kết cục mm. thật là không tốt tại vì Một bài là cuộc sống giá trị đấy tại mm. vì là kiểu ông chồng sẽ không đồng ý ly dị vợ mặc dù cô này đã Đết ông ý trong bao nhiêu năm rồi và à. làm đủ thứ chuyện và ông ấy cũng bảo là thích cô này các thứ chung à Mọi người sẽ thấy là lệch lạc, lệch lạc, lạc Và thêm cả chú taxi ảnh hưởng đến cả chú taxi nữa <laughs> Đấy, kiểu thế Có một cái điểm anh thường để ý thấy Và rất nhiều creators mà anh phỏng vấn cũng đã từng trải qua Là khi mà họ phát triển một ngành ngưỡng nhất định Thì họ sẽ thường bắt đầu có những cái chiêm nghiệm về mục tiêu Động lực bắt đầu ý nghĩa của cái Youtube của bản thân Em có trải qua cái đấy không? Có Em chiêm nghiệm, em, em sẽ đặt câu hỏi về gì? Kiểu, mình có ừ. đang làm đúng không? Đúng, gì nhỉ? Thế là những cái mình đang làm có thực sự có giá trị không ấy để mà em sống vui vẻ hạnh phúc thì em cần phải cảm thấy là những cái gì mình đang làm đang tạo ra nó đem lại giá trị không chỉ cho bản thân mình mà cho những người xung quanh nữa và đối với em nhé thì có giá trị về càng nhiều người em càng vui ừ, nhưng mà đấy là đối với em có nhiều bạn này không như thế đâu thế thì khi mà làm một thời gian dài rồi ấy, thì mình sẽ cảm thấy mình quen đi ấy và sao ta cảm thấy nó cũng bình thường, nó cũng cũng thôi, nó không, chứ nó không tuyệt vời, nó không gọi là quá là gây bất ngờ hay là quá thú vị hay quá bổ ích như, như ngày xưa nữa. Có thể tại vì mình cũng lớn hơn rồi. Nhưng uh, có một cái câu em không biết em nghe ở đâu nhưng mà đại ý là có những điều bạn thấy bình thường, có những điều bạn thấy là hiển nhiên nhưng mà có rất nhiều người ngoài kia không biết. Nên là những điều đấy cũng có thể sẽ rất giá trị với người ta ấy Thì em nghĩ về câu đấy khá là nhiều khi làm nội dung Giả sử em thấy cách tư duy như thế này hay là cách học như thế này thì cũng bình thường mà Nhưng mà khi mà em chia sẻ ra ấy Thì rất nhiều bạn cảm thấy nó có ích và có những câu chuyện rất dễ thương như kiểu là có một cái bạn ấy từng nhắn tin cho em bảo là ờ, ngại quá mai em thi cấp 3 rồi xong rồi nếu đỗ thì em sẽ quay lại nhắn chị nha các thứ sẽ em không nhìn thấy tin nhắn đấy xong rồi mãi về sau thì em lại nhìn thấy tin nhắn đấy và bạn ấy nhắn thêm là đỗ rồi nha ừ. rất là dễ thương ấy điều đó thì cảm thấy là ừ quá ra những cái mình thấy là cũng cũng thôi nhưng có thể là rất chất với người khác cái con sơn hiện tại của em có phải là đang là mình có đang làm đúng hay không đúng không ừ đúng cho cả mình và cả khán giả ấy ừ. em đã có những đáp án nào cho cái đấy cho cô hỏi đấy hay là cái cách em vừa trả lời đó chính là đáp án cái câu trả lời của em vừa rồi này là cứ làm đi bất cứ cái gì mình cảm thấy là có thể đem lại giá trị thì cứ làm thôi ừ. mình không biết là nó có thể đem lại những gì ấy và cái thứ hai nữa là phải cố gắng để truyền tải tốt nghĩa là không không phải là ừ cứ làm thì cứ làm cái gì cũng được ấy mà cách làm cái sản phẩm đấy uh, cách kể câu chuyện đấy nó phải lôi cuốn nó phải thú vị nó phải giải trí nó phải dễ hiểu chẳng hạn thế thì những cái đấy cũng rất quan trọng để có hai yếu tố như thế Đó giống đấy có phải là lý do khiến em đọc uh, đi tìm ý nghĩa đi tìm lẽ sống đi tìm lẽ sống Man search for meaning ừ, có nhưng mà cái quyển đấy thì nó dạy cho em nhiều hơn về việc là cho em cảm giác là có khả năng kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình em có thể nói rõ hơn về cái đấy đâu kiểm soát là như nào đương nhiên là thực ra mình chẳng kiểm soát được cái gì nhiều như thế mình biết điều đấy và cái đấy có thể đem lại cho mình nhiều nỗi lo và khi có những cái ập tới thì mình sẽ kiểu Tại sao lại xảy đến với tôi nhỉ vân vân. Nhưng mà có một cái rất quan trọng là mình có thể kiểm soát được thái độ của mình trước những cái sự vật sự việc đấy. Và cái đấy nó rất là mạnh, đấy là một cái gọi là có thể là gọi là siêu năng lực đi. Tại vì cái gì xảy đến thì mình cũng có thể lựa chọn sẽ phản ứng như nào với nó ấy. Ví dụ là ok, thời điểm hiện tại em đang cảm thấy mình mông lung, mình uh, không biết mình có đang làm đúng không không biết là tiếp theo mình sẽ làm như thế nào bao giờ mình lấy chồng à. <laughs> chẳng hạn nhưng nếu em thay đổi thái độ của mình và nhìn nhận là ừ chính ra ừ, cái này cũng hay ho đấy nó đang là một cái giai đoạn thú vị trong cuộc sống ấy kiểu là mình không thực sự biết là cái gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng mình biết là cái gì đó sẽ xảy ra và mình đang ở cái chỗ mà được lựa chọn Kiểu, nó hơi vui vui như kiểu là mối thử thách kiểu... đứng ở giữa một cái ngã sẽ đúng và mình được chọn ừ. và mình sẽ ngồi phân tích phân tích phân tích để xem là mình sẽ chọn cái gì thôi ừ. nó hơi giống nó kiểu vui vui ấy. Ừ. sau đó thì có thể mình chọn cái đường này mình sẽ gặp ma chẳng hạn nhưng mà biết đâu con ma đấy nó lại dạy cho mình một cái gì đấy ừ. một con ma tốt thì sao đúng một con ma tốt thì sao hoặc là nếu là một con ma xấu thì mình sẽ chiến đấu với nó và biết đâu đấy sau khi mình chiến đấu với nó xong thì mình sẽ khỏe khỏe gọi là mạnh mạnh hơn thì sao mình lên level đó thì kiểu dạng như vậy nói chung là là cái thái độ của mình trước cái sự vật sự việc đấy ấy, và cái cách mình nhìn nhận perspective thì rất là quan trọng đấy là cái em thích là cảm thấy giúp đỡ em trong cái giai đoạn mà em cảm thấy không chắc chắn này Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi biết là em cũng đang ở trong giai đoạn có nhiều câu hỏi và maybe anh tạm dùng từ là tranh vanh em biết là nó đúng được bao nhiêu phần trăm nhưng mà bởi vì khi ví dụ đứng từ góc độ bên ngoài và nhìn vào mê chan thì anh sẽ thấy một cô kiểu thường được báo chí gọi là kiểu con nhà người ta học sinh giỏi làm gì cũng thành công thì đấy giờ mình sẽ không biết được là đằng sau con người này là ai nên là anh cũng muốn giờ đặt câu hỏi vì như thế nhưng mà anh sau buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh nghĩ là dù có làm sao thì em vẫn sẽ giải quyết được tất cả mọi thứ đấy em em, anh... em <laughs> hỏi như thế không em em cũng tin vào điều đấy chứ nhỉ chứ nếu mà không mình không tin vào điều đấy thì mình sẽ sống lo lắng lắm, <laughs> ừ. đúng không? Nếu mà mình lo lắng thì mình chỉ cần uh... lên kế hoạch, à dọn oh, nhà, kế hoạch ba bước, dọn à, nhà, <cười> nhà. <cười> viết, viết và lên kế hoạch, lên Thế kế hoạch. Anh nghĩ là của em hợp lý hơn đấy. Thế không của anh cũng hay mà nhưng mà của anh em khó khó hơn nhá. Thì là bước một, hai, ba a và ba b. Ừ, ok ba b. Cho mọi người có thể có quyền lựa chọn. Thì anh nghĩ đây sẽ là câu hỏi cuối cùng cho một cái buổi nói chuyện mà anh thấy rất là vui ngày hôm nay. Thật không ạ? À? anh cười từ nãy đến giờ em cũng thấy mà <laughs> Sorry thỉnh thoảng anh sẽ hơi aggressive như thế. Cung lửa đấy mọi người. Um, nếu mà có một bạn trẻ đang muốn bắt đầu hành trình làm sáng tạo nội dung và cụ thể hơn một tí là ở trên YouTube thì em sẽ muốn đưa ra lời khuyên gì cho bạn ấy? Khó nhỉ. Đây thường là câu kết của tất cả các tập podcast. Đây có thể đây là lời khuyên này. Đúng, em cũng nghĩ cái đấy rồi. Ồ, ừ, thực sự là phải làm ý Tại vì em Cái này là dựa vào cái những cái trải nghiệm của em nha là Mình chưa gặp một ai làm sáng tạo nội dung thành công Mà cái thời điểm bắt đầu người ta không có một cái sự trẻ trâu nhất định Trong đấy ý, kiểu, Đúng, tất cả mọi người đều kiểu Thì tao cứ làm thôi, kiểu tao không thể không làm được nữa nên tao làm ấy Thì khi mà nhìn vào Tất cả những người làm sáng tạo nội dung thành công đều có một cái điểm xuất phát hơi hơi giống nhau như vậy thì mình sẽ tự có một cái kết luận là ừ thế có khi không cần phải tính toán quá nhiều đâu hay là không cần phải chờ đợi đến thời điểm thực sự sẵn sàng đâu mà cứ phải làm trước đi đã à, tuy vậy thì cái đấy em nghĩ các bạn cũng biết rồi kiểu ai cũng nói các bạn nghĩ là kiểu hãy làm đi rồi nên cũng sẽ không muốn nhắc lại nhiều nữa Nó có một cái slogan nó được kiểu Giá nó khắp mọi nơi luôn ấy Thì đó Nên là chắc các bạn ấy Cũng nghe chán rồi Nên là nếu mà có lời khuyên gì Mới mẻ hơn Thì chắc là um... Em ước gì đâu là, đâu là một cái lời khuyên Mà giá như em nhận được Sớm hơn Có hai cái Một là Tập trung vào Giá trị Mà mình đem lại ừ. Tập trung vào cái đấy Hiểu Tôi làm cái này Tôi đem lại được cái gì Để mình có động lực uh, Và cái thứ hai là đừng nghĩ mình đặc biệt oh. đồng ý nhưng nó không thế là nó xa nó 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 bị sai về cái mà ai cũng đặc biệt của anh không ý. không hai, hai cái đấy nó không có tính chất gọi là mutually exclusive thì nó đấy hai cái đấy cùng nhỉ? tồn tại như em em hay dùng là I'm specially normal kiểu tôi bình thường một cái đặc biệt ấy oddly normal oddly normal yes em thích kênh đấy không, nhưng mà anh, anh hoàn toàn hiểu cái ý của em. Đấy cũng là một cái mà thật ra là một bài học mà gần đây anh phải chấp nhận. Là hồi trước là anh cũng kiểu khá là chậu. Kiểu trẻ trâu, của còn trẻ. Cái tôi cao, cao không ạ? Đến bây giờ cái tôi vẫn to. Thậm chí là trên TikTok có một cái video phân tích nhân tướng học của anh. Và nó bảo anh là một người về cái tôi rất lớn. Và anh nghĩ là đúng. Anh nhận luôn anh là một người về cái tôi lớn. Nhưng mà đấy cũng là một cái mà kiểu gần đây anh phải nhận và phải chấp nhận là mình là một người về cái tôi lớn. Và đôi khi mình cũng chỉ là một phần trong một cái cỗ máy hoặc một cái gì đấy to hơn cả thôi là chấp nhận được là mình maybe là đặc biệt nhưng mà không đặc biệt đến thế ừ. thì cái đấy là một cái khó ừ. nhưng mà nghĩ là được đấy mà ừ, thì tại vì là nếu mà các bạn ấy có thành công như kiểu em ấy thì ngày xưa nếu mà cái thành công thành công một tí Thì mình cũng sẽ kiểu bị tự tin sao mình cũng nghĩ là ừ, mình khác biệt rồi mình các thứ mình đặc biệt đúng là như thế thật nhưng uh, để mà thành công em nghĩ là trong mọi mảng thôi thì khiêm tốn rất là quan trọng tại vì nó không chỉ giúp mình uh, dễ thấu hiểu với người khác hơn uh, dễ đem đến được những nội dung uh, chạm đến nhiều bạn hơn mà còn có thể giúp mình phát triển hơn nữa tại vì mình khi mà mình cảm thấy là mình cũng bình thường thôi mình cũng có nhiều cái chưa biết thì tự nhiên mình sẽ mở lòng hơn với những cái kiến thức mới ấy, và những cái uh, góc nhìn mới của người khác thì mình sẽ dễ phát triển hơn như thế wow thank you cảm ơn em <laughs> thank you <laughs> Thôi, em, 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 cũng cái tôi lớn mà <laughs> Đáng sao anh nên nói gì ngoài thank you <laughs> Không anh thank you mà anh cứ liếc liếc như thế Em không biết nữa <laughs> Em đùa đấy, em cũng cảm ơn anh rất nhiều Em cũng được truyền cảm hứng nhiều sau buổi ngày hôm nay <laughs> ờ, Cảm ơn Mây Chan Và hy vọng là trong khoảng thời gian tới anh Thật ra anh thực hiện The Creator Không phải với mục tiêu là muốn phỏng vấn nhiều người nhất có thể Mà anh muốn Thực hiện phỏng vấn với một số lượng người nhất định Nhưng mà liên tục qua các mốc thời gian khác nhau <laughs> Bởi vì anh thấy cái đấy mới là cái thú vị với anh còn bây giờ thì um, chắc là wrap up thôi cảm ơn Mê trang rất nhiều vì đã lấy tham dự cảm và cảm ơn mình. các bạn vì đã xem đến tận những giây phút này và nếu mà người. các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cho the creator cho youtube hoặc là cho Mê trang thì hãy để lại phía bên dưới thank you nhỉ? và hẹn gặp lại anh làm trái tim ạ à? anh biết làm trái tim con mèo không anh, anh làm trái tim như này bình thường sao anh nhấc hai anh nhấc hai ngón trỏ lên là thành cái tay mèo ấy anh làm được chưa Oh nice. Ok, gửi trái tim con mèo anh thích cả mọi người không? nha. Cảm ơn đã xem like, share, subscribe nhé. Nhấn chuông. Bye. <laughs> <Hi. cười> oh my god, why am I doing this? <cười> <cười>